Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Chào mừng anh em đã tiếp tục trở lại hành trình về bờ của mình ở trên con thiên đường trò chơi. Anh em mình ca này bắt đầu với số 4 là 54 củ anh em ơi. 54 củ mình sẽ chơi chút ca như thế nào, anh em cùng theo dõi hết video nhé. Ok. Vào một tay xỉu khởi động đi. 54 củ vào một tay xỉu khởi động 5 củ đi. Xiến cho anh em hiểu vấn đề luôn đúng không? Ok. Đã đặt cược thành công, chiến rực rỡ luôn đúng không anh em? Tất cả anh em nào xem được video cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến thì em nhớ đừng tiếp mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Em cùng đam mê, cùng sở thích, cho tham khảo những đường cầu của mình em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả. Tay đầu tiên hy vọng là thành công rực rỡ anh em nhỉ? Hy vọng là khởi động thành công rực rỡ. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát xem là tay này thành công hay không, uy tín hay không. 5 4 3 2 1. Ok. Lụm luôn. Tiếp tục nào. Tiếp một tay nữa này. Một củ 8 này. Một củ 8 vào xỉu anh em nhé. Một củ 8 nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Đấy. Cầu 22. Nói chung là chơi bộ môn này thì anh em cứ từ từ dần dần thôi. Cơm không ăn thì gạo có đó anh em phải không? Chơi thì cứ thoải mái lên, không phải vội. Hà Nội là không vội được đâu. Mình thì trước đây cũng chơi ở trên rất nhiều các con game khác nhau, tuy nhiên thì để mà dừng chân lại mà ok nhất, uy tín nhất thì vẫn là con thiên đường trò chơi anh em nhé. Đây là cái chia sẻ thật lòng của mình tới tất cả anh em, và anh em chúng ta sẽ cùng biết. Ok, anh em cùng nhau mở bát nào. 5 4 3 2 1. Ok, lụm tiếp anh em ơi. Uy tín đẳng cấp đúng không anh em? Thấy tôi uy tín đẳng cấp chưa? Uy tín đẳng cấp quá chứ còn gì nữa. Tiếp tục nào. Xuyên tiếp nào. Mình phải để xéo ra đây nhé, không có bị bóng điện anh em phải không? Đấy, để xéo ra đây không bị bóng điện, để sát quá nó sẽ bị bóng nhá. Đấy. Anh em phải hiểu và thông cảm nhá. Tiếp tục nào. Cầu này 22 đúng không? Sang tiếp này. Chứ không phải mình cố tình mình để xéo đâu. Mà là nó mình phải để xéo thế. Mình phải để xéo thế nó đỡ bóng. Đấy, có rất nhiều anh em thắc mắc. Nếu anh em hỏi là tại sao anh cứ để chéo như vậy? Mỗi lần mà anh bật flash đúng không? Bật flash là mình phải để chéo thế nó đỡ bị bọc cái bóng ở đây, cái góc bóng này anh em nhé. Nếu để dịch ra cái bóng điện này nó sẽ chiếu vào đây. Rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát thế tiếp theo nào. 7 6 5 4 3 2 1. Ok. Hỏng tôi rồi. Cầu lừa, tôi đã dính rất nhiều chỗ này rồi, tôi không chừa. Nhưng không sao, có tay ăn thì thua chuyện bình thường. Tay này mình sẽ vào một tay 6 củ này. Tay ăn thì thua là chuyện bình thường mà các con vợ. Bọn này nói mình thấy mình chơi tay xỉu ngoài đường, bọn này thấy lạ lắm nhỉ. Đứa nào đi qua nhìn. Lạ quá à. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả xem tay này có rực rỡ được hay không anh em nhé, có uy tín được hay không. Mình cùng nhau chờ đón kết quả nào. 11 10 9 8 7 6 5 4 3. Ok, 2 1. Lụm lúa rực rỡ đúng không anh em? Lụm lúa rực rỡ ngay. Tiếp tục nào. Tiếp tục. Bệt gì phang đấy, một củ rưỡi.
một củ bảy, ok, một củ bảy. Tất cả những em là cùng đam mê, cùng sở thích, em cứ tham khảo những đường cầu của mình. Em không cùng đam mê, không cùng sở thích thì xin mời anh em lướt qua giúp mình nhá. Bộ môn này không dành cho những em nào mà kinh nghiệm yếu kém. Đấy là chia sẻ thật lòng nhá. Kinh nghiệm yếu kém này em không nên chơi. Kinh nghiệm yếu kém là anh em ra đảo ngay. Ok, chúng ta cùng nhau mở bát nào. Xem tên này có rực rỡ được hay không. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, to. Lụm lúa tiếp, anh em thấy ok rực rỡ chưa? 63 của tư, ca này chơi 8 củ rồi. Đấy, thế mình lại chiến nốt tay nữa mình nghỉ. Thế thôi, chơi gâm gạo anh em. Chiến nốt tay nữa nghỉ. 1, 2, 3, 4, ok. Nốt tay này được thua nghỉ, nốt tay này bật xỉu. Chơi gâm gạo cứ thế mà chiến thôi, mới gì vội rồi. Tất cả anh em mà cùng năm mình cùng sở thích thì nhớ tham khảo những đường cầu của mình anh em nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả tay cuối cùng để xem là tay cuối cùng mình có rực rỡ thành công, có về bờ được hay không. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Hy vọng là tay cuối cũng rực rỡ tiếp anh em nhá. 7 6 5 4 3 2 1. Rồi, tay cuối không thành công. Tay cuối không thành công nhưng không sao, ca này vẫn rực rỡ lên 63 củ. Tất cả anh em xem được video cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến, anh em nhớ đừng tiếp mình một like, đăng ký kênh để chia sẻ. Anh em nào đang muốn kiếm công gạo trong thiên đồ trò chơi thì bấm được link mình để dưới phần bình luận anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.